Ok, xin chào mọi người. Hôm nay là thứ bảy. Hôm nay thì cũng giống như hàng tuần thì thứ bảy mình sẽ thực hiện chia sẻ một cái bài lab liên quan đến khai thác một cái máy nào đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khai thác cái máy có tên là Confrey Arix gì đó. Confrey thì mọi người xem video có thể ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ video, subscribe kênh cho mình. Đấy, cảm ơn mọi người. Thì hôm nay chúng ta cùng làm xem có gì. Ok, mình mở đầu tiên thì bước đầu tiên mình phải làm gì, chúng ta phải đi thu thập các thông tin. Thông tin từ mình cho cái này thì từ cái máy thu thập thông tin từ máy chúng ta muốn khai thác là máy Coffee Afrique, có thể là giải mạng đã. Đấy, scan chữ L đúng không? Đó. Ok, đây chúng ta chưa biết được IP nó là gì. Có thể là do cạch mạng của nó chưa nhận. Vì ở đây đang nhận là chỉ có Ethernet thôi. Đấy, config này. Đấy, ở đây là Ethernet nhé. Đấy, nhưng mà có thể bên này cạch mạng sẽ khác. Nó sẽ không giống với là chúng ta người lắp ra đấy. Bên đi chúng ta sửa cạch mạng như nào. Đấy, sửa như này nhé. Mình sẽ hướng dẫn mọi người như này luôn. Bộ ập này, bộ ập máy này bật lên rồi bấm shift cho mình, hiện màn hình này bấm shift cho mình, nó hiện như là này, màn hình BIOS bấm chữ E rồi bạn tìm được cái dòng có hiển thị chữ gọi là đây này, sau dòng cho đây cái dòng này nhá, đấy, Linux port đấy, root cái dòng này đấy, nó sau cái dòng loát cái nhân của nó đấy, như này crvkep này đấy. Rồi, init bằng swap pin swap pass lại, nếu các bạn nào chưa biết đó. Rồi sau bạn bấm cho mình F10 đấy. Và bạn chọn dòng thứ hai recover mode đấy. Để chỉnh một chút thông số với cạc mạng trong bài lab chúng ta đúng không? Rồi, chưa được rồi, khả năng là đi có mốt chưa ăn thua. Mình sẽ làm lại nhé, bao ập bật lại này, ship rồi nó bị ấy rồi. Lại nhé, vào chế độ này rồi bạn bấm enter từ phim pack ở đâu nhỉ, chọn phim e này. Phím E để cho sửa một chút đây này. Quay lại cái dòng này ấy. Cái dòng mà lúc nãy chúng ta sửa ấy đấy. Đó, xong mình F10 rồi chúng ta chế độ recover mode nhé, IPTT đấy, cho đây là nó bọt sang nhận cạc và là NS32 chứ không phải Ethernet đúng không? Rồi mình sẽ sửa cái cạc này thành cái Ethernet không đấy, thì đây là phiên bản Ubuntu 18 như ta thấy, thì nó sẽ sửa trong file mình sẽ dùng lệnh nano này, không có nano. Nano swap etc ngắt plan đấy. Đó. Mình sẽ sửa lại thành ns giống như kiểu cạc nó hiện thị ở chúng ta ấy là ns 32 đúng không, đây là ns 0, mình sẽ lại ns 32 đấy, sửa tên cạc hay thôi đúng không, lưu lại này là ctrl o đấy, ctrl x kiểu lại nhá, ip a đấy 32 S32 đúng không? Ok, bây giờ phải report lại máy này, bạn chọn cho mình bow up đi, xong rồi bật lại. Đó, như vậy là sẽ có IP nhé. Chào mừng. Ok đấy, ok bây giờ mình sẽ thử dò quét lại IP nhé. Đó, chúng ta đã có IP này 10.10.20. Ok đấy,
Đó là một số cách đơn giản để các bạn, ví dụ khi là, ví dụ các bạn quên mật khẩu root chẳng hạn, thì bạn có thể vào đấy bạn đổi. Ở phía môi trường lab nên chúng ta phải chỉnh sửa một chút, vì có thể là cái máy ảo này nó chỉ phù hợp trên hệ thống ví dụ như VisualBox chẳng hạn, hay là cái gì đó, nó mới nhận các mạng khác, nó không nhận các mạng chuẩn theo ý mong muốn chúng ta đấy. Ok, tiếp tục nhé. Thì sau khi mình thu thập được IP là 10.10.10.20 rồi, đấy, mình sẽ tiến hành chính là quét các mạng của nó, đúng không? Đấy, M20 này, quét các mạng NMAX chữ SV chữ SC một chút chữ 10.10.10.20, cứ dò bằng cách này đi. Rồi, nó chờ một chút nhé. Ok, rất nhanh chóng. Ta thường thì hay mặc định là 22 và 80 đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ thử xem có 80 có gì bằng N35 nhá. NMAX chữ SV đấy. E5 không có lệnh này, sửa một chút. Không có đấy thì chắc là script thường. Script này. Đó. Chung là nhiều cái không nhớ thì mình phải tự mò thôi. Chờ chút nha. Ok, cũng không có gì ở Việt ngoài cái này cả. Không, ok, mình thử vô web xem thử thêm nhiều nha. Xóa bút lịch sử đi này. Nên, mười chấm mười chấm mười chấm 20. Ồ, một cái thông tin thông báo là gì, bạn cần add domain này vào trong ở gì hot của chúng ta. Ok, mình add thôi, copy này, link số etc số hot. Ok, mình lưu lại này hot. Ok, giờ vô lại web đấy mình kiểm tra nhá. Đây có lại này, có lại bằng domain luôn. Đấy. Không được rồi. HTTP chơi chấm social. Rồi mình coi lại một chút nhé. Đấy. Do website hết pin hết cờ hết gì đó, lâu hệ thống không phản hồi bị lỗi. Ê, mình thấy ở đây nó báo một cái nội dung là nghe nó cũng mỗi ngày thôi, không có gì cả. Và nó báo chúng ta một cái mã. Mã này là mã BTC, là ví, ví điện tử gì đó, nhưng mà B64. Mình thử xem mà thằng này là có gì nhá. Ở đâu nhỉ? Mình quay lại cái kiện thì giải mã đoạn B64 này. Ồ, cho. Đấy. B64 chữ D xem ra gì nào. Ok, chúng ta có một cái cờ. Đấy, cờ là The Emerging gì đó, YouTube gì đó đây. TSM là check me đấy. Ừ, có đi copy đi nốt đúng không, mình mở một cái nốt rồi mình ghi lại thông tin. Không có lead path, không có, hay có lead path đây rồi. Ok, mình dán một cái cờ này vào đây. Đó, một cái cờ đầu tiên nhá, plat một, plat một này đó. Tiếp theo đó là mình sẽ link này, chắc là link video hướng dẫn gì đó. Ôi, qua đi. Thanh toán để ghi to lại website.
yes của bạn đúng không? Ok, cái đi mình không quan tâm vấn đề lắm vì đây là trang ấn nó cần khai thác mà. Rồi, mình sẽ sử dụng một số công cụ để dò quét website em có gì không. Dùng công cụ GoBooster. Đây, GoBooter nha. GoBooster. Đấy, GoBooter đi. Đi này. Nhìn lại chút nhé. Có ta đi này. Olit đúng không? Ok, mình sẽ dò quét GoBooster đi này. Từ đi http chắc chắn sụp sụp. Đây, mình sẽ dò cái domain là link web này đúng không? Chữ U, thêm có phần chữ U nữa. Đấy, chữ V kép. Share list. Dear Booster. Thuộc Directory 2-3 Medium đi. Mình sẽ dùng chữ E nữa. Extension như là HTML này. HTML phải chấm PAK hay chấm TXT chạy chấm PHP xem có gì không, trừ P 404 đấy, 404 này xem bỏ các loại cái tấn công đi đợi tí. Ok, mình thấy là có hai link này thì cũng khá quả nên status chắc là thôi. Ok, mình WordPress. WordPress đúng không? Shop WordPress có gì nào? WordPress. Ok. Lên một trang về quảng cáo cà phê của WordPress chẳng hạn. Ở đây có một cái thông báo là We need bạn cần cái gì đó. Dịch thử cái này là We dịch chữ chữ We là gì? Dịch tôi cần quay trở lại bạn. Đoạn này thì tự dưng lại lòi ra một đoạn như thế. Và có một tên staff. Staff có thể là nhân viên. Staff là nhân viên này. Staff nhân viên đúng không? Ok, và nhân viên là good. Quanh cả đoạn này cũng chỉ có good. Và đây cũng có good. Good có thể là một user. Mình sẽ là ở đây Good. Đấy, Good. Đấy, chúng ta thấy đây là mất thời gian đọc 1 phút. Bấm vào đây nó có gì nào. Phần bình luận ở đây thì hai comment. Ở đây là có hai comment. Phần này nói là gì đây? Password của bạn là gì? Của ông Lucy Lo vì gì đó hỏi. Thì thằng Good trả lời là maybe, chắc chắn. Đấy, bạn muốn wrong cái gì đó, bạn đã thử sai đấy, tức là muốn hỏi để tức là một cái hỏi một cái gì đó là bị sai đó, bạn có thể gì xảy ra đấy, hỏi bắt cốt có điều gì xảy ra đúng không? Ok đấy, và trên này là một từ là tôi cần quay trở lại, cũng không thấy có gì đặc biệt khác cả. Xem bỏ phần search. Ok, mình thử tìm có cái trang WP login. Đấy. Có. Không có. Mình sẽ tìm kiếm đường dẫn login của bạn này nhá. Đấy. Cái gì nhỉ? WordPress. Thôi, cứ bỏ phần pack cái đi, không cần phần pack cái nữa. Content cứ lút chờ tí nhá.
có phần cái admin này, copy link thử xem. Ok, trang đăng nhập chuẩn rồi, chuẩn form đúng không? Phần username mất address này. Vậy username là gì? Ở đây username mình có gì? Boost. Vậy mật khẩu, mật khẩu là địa chỉ nào, là cái gì đúng không? Thì ở đây thì như chúng ta thu thập được thì có một cái chuỗi là host init do bách vẫn cần quay trở lại gì đó, hoặc là im gì kinh. Đấy, hai cái này mình sẽ thử mật khẩu là hai cái này xem nào. Thường mật khẩu không có dấu cách thì mình sẽ thử từng cái không đúng đúng không. Luôn save cái thứ hai, cái đoạn nói là host init này thì mình sẽ viết liền lại. Cứ thử thôi. Ồ, được này. Đi minister luôn. Update. Ok, website ở đây. Đã 59 update nhưng mà kệ đi. Dashboard xem là bản bao nhiêu đây. Thông tin WordPress đang có dùng PHP 7.2.4 này. Phiên bản này cũng chưa thấy thì version bao nhiêu đây. Get version 59 không không nhé. Home update chắc không vào được. À, version hiện tại 5.7. Yeah, cái đang 5.7. À, ok. Đấy, thông tin một chút thôi. Mình sẽ vào đây rồi, ok đúng không? Cái này user này ngang với admin này. Kiểm tra quyền của user này em này. Full user này. Anh với chị tờ luôn, đúng không? Ok. Vậy thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ dùng MS Console. Dùng bản tấn công theo kiểu dùng cell upload lên trên WordPress console. Ok, bây giờ mình sẽ dùng của MS upload nhé. Mình search một chút WordPress đi. Rồi, mình sẽ tìm exploit WordPress upload xem upload cell ở đâu có. Wow. Cái này không có thì mình sẽ dùng cái xuất kiểu này. WP admin. Đây, mình sẽ not đây, is không. Rồi, đúng không? Nó set cho chúng ta là PHP và TVC. Rồi, show option. Option đúng không? Xem cần cấu những cái gì. Ok, set password. Gì đó có username, set password, set username. Goose. Set password. Mật khẩu. Đây, goose init back đúng không? Pet đúng không? Ok. Rhost. Đấy, rhost. Hot là 10.10.10.20. Đấy, set target URI. WordPress. WordPress đúng không? Ok. Mấy cái thông số này mình sẽ show một chút payload nhé. Show payload này.
Đấy, mình sẽ sử dụng payload này. Đấy, generic TCP và TCP. Nó cũng không khác gì đấy, nhưng mà nó sẽ thấy hơn đấy, nó sẽ tốt hơn sao. Ok, đây, tìm thông tin về cái payload này. Này. Generic. Đấy, series và series, đúng không? Mình set payload này mình dùng nhá. Vì payload PHP này như cái mình thử là nó không ăn thua lắm, có bị lỗi đấy đó, số option chút đổi với lại một chút, mở một file tab mới, open a new tab, ok giờ mình run nó xem có khai thác lên không. Oh, sorry mọi người, thêm chữ số soạt xét tại target. URI đúng không? Soạt WordPress. Số option. Rồi, run. Thích vào loại được. Không biết ping được không nhỉ? 10.10.10.20. Ping tốt gì? Sao không phải tầng ta? Xin lỗi mọi người, về hot nữa. Về hot bằng hot ảo đang sử dụng nữa. Đây, ở đây đầy đủ thông tin luôn, đúng không? Số sật lại. Press OK. Set LHR port. Rồi OK. New config. Rồi 13 exploits. Đó. Thành công này. Chờ tí xem nó có sale để bật TCP nếu vào được nơi thì mình sẽ đổ một chút. Được, ok. Upload thành công. Chờ tí nhé. Ok. Chúng ta đã có ID với cái data ở đây, ok đúng không? Xem nào. Mình chết từ x cho đô la sale. No login đúng không? Có path đây rồi, mình sẽ test cắt đi vào một chút để mình làm cái thời gian này dễ điều khiển. Chị trên mạng kiếm một chút, mình sẽ kiếm gọi là cái gì nhỉ, TT cái này sẵn một chút. Vì vật sale đây có pin pad đúng không, mình sẽ kiếm vì vật sale chi tiết một chút. Đây đây đấy trình nó
99, đúng không? Thử nào. Pet. Rồi, ok. Sang này dễ điều khiển đi. Đỡ lằng nhằng. Wix beaten. Có Python 3 đúng không? Đây. Hay là một chút nhưng không sao. Chịu khó tí. Error. Rồi, ok. Mình sẽ đi đến thuộc home xem có user nào. LSL. Ok, có hai thư mục là Goose và Best Buy. Sẽ đi Goose trước. Goose xem có gì nào. LSL. Có user txt và readme. Số admin chắc là thằng Goose này có quyền admin hay sao đây. Có thể là không phải. Nhưng mà chỉ gút mình thực cắt từ cái một là cắt user tk trước. Ok, lá cờ thứ hai. Copy lá cờ thứ hai lại. Lá hai đúng không? Cắt readme có gì không? Kia cat readme txt nói là hello xin chào admin và bạn có thể hack tem gì đó sửa lỗi remote sudo remote tôi từ trong file sudo và thay đổi root password đấy nghĩa là chúng ta sẽ phải fix lỗi nó bằng cách sửa người trong sudo và root password nhưng mà mình đâu có thể vào được bởi vì là mình đâu có root đâu vì cái data mà để xem còn user nào etc shop pass t pet pie khả năng là pet pie chính pet pie chính pet pie này là một user mà có thể trong file sudo có tồn tại nó cd chấm chấm ls cd best buy rồi ls chỉ là cho best buy có gì cũng có file chấm sh mình vào file chấm sh xem có gì không vì đây là thực thi của root thôi root của quyền ok có một file đi lẽ ra và chúng ta sẽ có quyền đọc mình sẽ đọc nó ok chúng ta có mã này ok mình sẽ tạo ra một cái file mình sẽ giải mã này xem có mật khẩu gì nhá copy clear này. Rồi.
Mình xem có công cụ EH zone không? LS. Tồn zip. Bỏ một số thư mục đi. Tồn này. Backup password này. Hashtag T. PH này chúng ta chính là file ID đấy là chúng ta đấy. Không biết cái file đấy mình để đâu đây. Template less. Nếu chưa có thì mình sẽ tải nhé. Home source attacker less. Ok. Mình sẽ tải. Đây. Đúng không? Đây, mình sẽ tải về nhá. Đây, rouse. Mình kêu get file này về. Đó, là S nó có hai zone đây rồi. Mình sẽ chạy nó nhá. Python. File has sang một cái file có tên là cracks. Rồi ok, bây giờ mình sẽ crack file crack này. Dùng zone zipper zone này. Đúng không? Trừ code list. Thư mục của chúng ta có là user wallet, share wallet này, local utxt đúng không? Zone trừ wallet bằng số user, số share, số wallet. Rock cây đúng không? Txt file crash. Chờ thôi. Rồi nhanh chóng quá. Chúng ta có mật khẩu là password. Copy. Password đúng không? SH. Thôi. User chúng ta muốn SH là gì? Petpy đúng không? Đâu không người phải dùng key nữa. À được rồi, ok, thành công này. LS sẽ có gì không? LS là...
sudo chs là OBT, tôi quyền thực hiện OBT path by shell. Mình sẽ cắt cái file số OBT by shell không có gì không. Ok, mình không có quyền gì cả. Ok, mình đọc cái này một chút nhá. Đây là nó cao seo giá trị petabyte này. Biến cho nó. Ở đây là mà là chạy với quên root đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể chạy với quên root. Sudo cl. Đây, chạy với cái dưới quên root mà không còn mật khẩu luôn. Khả năng là cái này giúp chúng ta leo thang. Đoạn này system string này, gọi là hàng system. Command string. Thử thôi, cứ thử xem như nào. Sudo đấy, file số OBT bad file Excel xem nó như nào. Rồi, ID một chút. ID ở root này, tuyệt vời này. Who am I? Root rồi. Pass, chạy pass pass sẽ là gì không? Lên root luôn, tuyệt vời. Ok, đấy là một chương trình get root hệ thống mà các bạn có thể viết được. Đấy, cat suộc etc path vkd suộc cho mọi người một chút là obt petpy shell.cp một trình c dùng để leo thang đặc quyền đó, để vào hệ thống file system ruby string. Đấy, cái này là dùng ta leo thang này, đoạn này này giúp chúng ta chuyển quyền từ giờ thường rất với quyền sudo sudo su, tức là user trong này tồn như người ta nói cần xóa trong sudo vì sudo có thể tương tác với cái này được đúng không. Ok, mình sẽ vào cat file sudo này, sudo nhận thấy pin root đây đấy, bỏ cái này đi này, bỏ đi, chúng ta sẽ không tấn công được và xóa bỏ user hoặc sẽ xóa bỏ user đi. Đấy, khắc phục và xóa user là user đen này, user đen trừ trừ hay là đấy, trừ r luôn nhá. Ừ. Bye. Mình sẽ tắt cái sinh này đi. Close terminal. Đó, xóa hoàn toàn rồi user kia đi. Vim số etc sudo. Quyền quên đọc đúng không? Xóa bỏ hoàn toàn cái thông điệp này đi, không cho phép bài thực hiện nữa không. Cái đi trong OBT xóa hết đi. Đó. Làm sạch hệ thống. Không còn để chạy đúng không? Mà không sao.
chung là hệ thống của chúng ta là sạch sẽ rồi, mất user kia đã sạch sẽ lắm rồi. Ok, thế thôi, bài này của mình thế thôi, cảm ơn mọi người nhé, thank you.